Công an huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. 70 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng trên địa bàn huyện được tập huấn 4 chuyên đề. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động của bảo vệ dân phố, công tác nắm tình hình về an ninh trật tự của bảo vệ dân phố, dân phòng. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động của đội dân phòng. Các vấn đề cơ bản trong tổ chức hoạt động của đội dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng còn được thực hành nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật dập tắt nguồn cháy, các thao tác sử dụng hiệu quả trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tránh xảy ra tình trạng cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.